Xin chào các bạn, đây là Thám Tử Voi và tôi một lần nữa có điều muốn kể với các bạn. Nhiều đối tượng SCP có giá trị cho mục đích nghiên cứu khoa học, nhưng một số trong số chúng nguy hiểm đến mức tổ chức đang nỗ lực hết sức để tiêu diệt chúng. Họ đang sử dụng nhiều phương pháp đã biết để thực hiện nhiệm vụ này, bao gồm cả việc sử dụng các thực thể dị thường khác, nhưng điều này không thể kết thúc tốt đẹp. Vì vậy, hãy gặp SCP-682, một sinh vật nguy hiểm và thông minh đến khó tin. Nó là một loài bò sát khổng lồ có tỷ lệ rất khó xác định, lớn tới mức khiến tôi thích thú. Và điều này hầu như không phải là một bí mật. Cơ thể của con quái vật này liên tục thay đổi, nó có thể phát triển cũng như thu nhỏ kích thước. Một ví dụ đặc biệt rõ ràng về điều này xảy ra trong khi sinh vật kiếm ăn. Tổ chức tuyên bố rằng điều đặc biệt của loài bò sát này không thể giải thích được bằng khoa học hiện đại. Trên thực tế, có một lời giải thích, nhưng chỉ có rất ít nhân viên của tổ chức có quyền truy cập vào thông tin này. Nhưng tôi sẽ quay lại vấn đề đó sau. SCP-682 có sức mạnh tuyệt vời, tốc độ cao và trí thông minh phi thường. Nó có khả năng tiêu thụ bất kỳ vật chất nào, kể cả vật chất vô cơ. Sinh vật này có thể xử lý những vật liệu khó tiêu hóa này với sự trợ giúp của các mang lọc nằm trong lỗ mũi của nó. Hầu hết thời gian, loài bò sát này nằm trong một căn phòng đặc biệt rộng 5x5x5m, nơi đã cho chúng ta biết điều gì đó về tỷ lệ tối đa của nó. Các bức tường tại môi trường sống của nó được bao phủ bằng các tấm thép được gia cố với độ dày 25cm hoặc 10 inch. Nhưng tính năng độc đáo nhất của những tấm chắn này là khả năng chống lại axit, cần thiết vì buồng giam chứa đầy axit chlorhydric. Ban lãnh đạo của tổ chức kỳ vọng có thể tiêu diệt loài bò sát nguy hiểm thông qua việc sử dụng axit, nhưng điều này tỏ ra không hiệu quả. SCP-682 chiết xuất thực phẩm trực tiếp từ axit, cho phép nó tái tạo liên tục. Bất chấp những bức tường bền chắc bao quanh, loài bò sát bất khả xâm phạm này vẫn thường xuyên cố gắng trốn thoát. Trong số 17 nỗ lực của nó cho đến nay, 6 nỗ lực trốn thoát đã thành công và dẫn đến cái chết của các nhân viên của tổ chức. Trong lần thử thành công đầu tiên, nó đã tiêu diệt được một ngôi làng gần đó với 298 người. Kể từ đó, tổ chức nhận thấy cần phải đảm bảo không có sinh vật sống nào quanh khu vực trong bán kính 50 km tính từ cơ sở này. Vì những lý do không rõ ràng, SCP-682 coi thường mọi dạng sống. Hắn ta thừa nhận điều này với một vật thể dị thường khác. SCP-079 là một dạng sống thông minh nhân tạo có ý thức. Trong cuộc gặp gỡ của họ, loài bò sát đã phát hiện ra các hoạt động nhận thức phức tạp của AI và đề cập đến mong muốn giết càng nhiều sinh vật sống càng tốt. Từ quan điểm của một người thông minh, một tuyên bố như vậy có vẻ kỳ quặc. Rốt cuộc, một sinh vật thông minh phải hiểu sự cần thiết của các yếu tố khác nhau trong hệ sinh thái của nó. Nhưng SCP-682 coi điều này là không quan trọng vì nó không dựa vào chất hữu cơ để nuôi sống. Nó hoàn toàn có khả năng tồn tại ngay cả trong một thế giới hậu tận thế. Tổ chức đặt hy vọng lớn nhất trên SCP-409 cho việc tiêu diệt loài bò sát này. SCP-409 là một tinh thể lây nhiễm, gây ra sự kết tinh của bất kỳ vật liệu nào mà nó tiếp xúc, ngoại trừ đá granite. Trong quá trình tiếp xúc với tinh thể đó, da của SCP-682 bị rách dữ dội. Đối tượng không quen với cảm giác đau đớn dữ dội như vậy, và hắn ta ngạc nhiên về bản chất của thứ vũ khí gây ra tổn hại cho mình như vậy. Khi 62% cơ thể của hắn đã kết tinh, nó bắt đầu vỡ ra. Tuy nhiên, loài bò sát này đã hoàn toàn tái sinh và cố gắng giết tất cả những người tham gia thí nghiệm trong nỗ lực trốn thoát của nó. Nhận thấy SCP-682 đã phát triển khả năng miễn dịch với tinh thể, tổ chức đã ngừng sử dụng SCP-409 trong nỗ lực lấy mạng con quái vật kia. Một số nhân viên của tổ chức đề nghị tiêu diệt loài bò sát này với sự trợ giúp của SCP-689, hoặc như người ta còn gọi là bóng ma trong bóng tối. Đối tượng SCP-689 là một bức tượng bằng đá xà phòng, cao 30cm, với một bộ xương ôm lấy đầu gối. Trong khi bức tượng này đang được quan sát, nó không di chuyển. Nhưng ngay khi không có ai quan sát, bức tượng dị thường biến mất và người quan sát chết trong vòng 15 đến 20 giây. Một trong những đặc vụ của tổ chức cho rằng đặc điểm của vật thể này sẽ cho phép nó giết chết SCP-682. Ban lãnh đạo của tổ chức đã chấp thuận thử nghiệm được đề xuất. Họ đưa con bò sát vào bùng tượng và tắt đèn. 5 phút sau, khi bật đèn trở lại, họ phát hiện một vũng chất lỏng màu đen xám, không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng khi một nhân viên cấp D bước vào phòng để kiểm tra tình trạng của đối tượng, SCP-682 ngay lập tức trồi lên khỏi vũng nước, giết chết nhân viên và bắt đầu một nỗ lực trốn thoát khác. Tổ chức đã xem xét thất bại mới nhất của mình và xác định rằng con bò sát bằng cách nào đó đã xác định được bản chất của bức tượng chết chóc và chơi trò giả chết để lừa nó. Một vật thể dị thường khác, SCP-182, từ chối hợp tác với loài bò sát bất khuất kia. SCP-182 là một người đàn ông đầy sẹo, có khả năng thâm nhập vào suy nghĩ của con người và động vật, gây ra ảo giác và điên loạn. Lý do từ chối của anh ta rõ ràng là có liên quan đến nỗi sợ hãi của anh ta về trí thông minh ấn tượng của loài bò sát này. Theo dữ liệu của tôi, SCP-682 đã được các tổ chức tiền thân của tổ chức SCP biết đến. Đó là vụ thử hạt nhân đầu tiên trên thế giới được tiến hành ở New Mexico vào năm 1945 với nỗ lực tiêu diệt loài bò sát không thể phá hủy ở thời điểm đó. Bom hạt nhân chỉ được sử dụng làm vũ khí chiến tranh sau đó. Nếu bạn xem đoạn clip ghi lại cuộc thử nghiệm và dừng clip ở phút thứ 38 giây, bạn có thể phát hiện ra một quy mô khó nhìn thấy ló ra qua làn khói của đám mây hình nấm. Ở thời điểm 45 giây, bạn có thể nhìn thấy một mảnh đuôi phủ đầy cát của sinh vật ở cách tâm chấn của vụ nổ 35m. Thật không may, SCP-682 đã không bị chết trong vụ nổ.
Trên thực tế, bức xạ mà hắn ta bị nhiễm chỉ làm cho hắn ta mạnh mẽ hơn, do có khả năng tiêu thụ và tiêu hóa bất kỳ vật chất nào. Sinh vật này chỉ đơn giản là tiêu thụ bức xạ và sửa chữa các mô bị hư hỏng của nó. Chính vì thực tế này, cùng với chi phí và mối nguy hiểm liên quan đến việc sử dụng các thiết bị hạt nhân, quyết định chấm dứt nỗ lực giết con quái vật bằng cách sử dụng vũ khí nguyên tử đã được đưa ra. Hơn nửa thế kỷ sau, tổ chức đã tài trợ xây dựng máy va chạm Hadron lớn ở Thụy Sĩ. Hãy tưởng tượng, nghiên cứu khoa học đó được che đậy cho vai trò chính dành cho máy va chạm, đó là thanh trừng SCP-682. Họ lên kế hoạch tiêu diệt con quái vật bằng cách đưa nó tiếp xúc với một lượng nhỏ phản vật chất. Bây giờ, hãy chú ý đến bản ghi video này. Ở giây thứ 17, bạn có thể thấy một chiếc xe tải thân bằng thép đang tiến đến các cơ sở của Sơn bị hư hại từ bên trong. Như thể ai đó đang cố gắng thoát ra khỏi các bức tường của nó. SCP-682 là sinh vật duy nhất có khả năng gây ra sự hủy diệt như vậy. Cũng giống như trước đây, trong trường hợp của Sơn, tổ chức đã chi hàng triệu đô la một cách vô ích. Đối tượng bị thiệt hại đáng kể nhưng vẫn có thể tái sinh. Nhiều khả năng lượng phản vật chất lớn hơn có thể đã tiêu diệt sinh vật này, nhưng số lượng cần thiết để giết con quái vật một lần và mãi mãi sẽ lớn đến mức gây ra thảm họa toàn cầu hoặc thậm chí có khả năng hủy diệt trái đất. Chúng tôi đã xác định rằng con quái vật SCP-682 tồn tại chắc chắn nhất, nhưng có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về sinh vật này. Tại sao đối tượng có thể tăng kích thước của nó? Cơ chế cho phép tiêu hóa và tái tạo của nó là gì? Nguyên nhân cho sự ghê tởm của nó đối với tất cả các dạng sống khác là gì? Và nếu những câu hỏi này có câu trả lời, thì tại sao chúng lại bị ẩn đi? Câu hỏi đầu tiên có thể được trả lời bằng kết quả phân tích tế bào mà tôi đã phát hiện ra bằng cách hack các máy chủ của tổ chức. Theo dữ liệu của họ, các tế bào của loài bò sát này được kết nối với nhau theo một cách khác thường. Các kết nối giao bào của nó lớn hơn các tế bào. Những kết nối này dày đặc và đàn hồi đến mức chúng có thể kéo dài và nén lại như một lò xo, tiếp xúc với chất hữu cơ làm giãn các lò xo này, trong khi tiếp xúc với chất vô cơ làm chúng nén lại. Kết quả của việc phát hiện ra những đặc tính này, các nhân viên của tổ chức đã cho loài bò sát ăn đá và axit để giữ nó ở kích thước nhỏ. Tế bào của loài bò sát này giống tế bào gốc của con người. Chúng tạo thành tất cả các mô và hệ thống cơ quan của bào thai người chưa sinh. Việc loài bò sát này gần giống với phôi thai ở cấp độ tế bào, cho phép nó nhanh chóng tái tạo các bộ phận cơ thể bị tổn thương. Nhưng không giống như tế bào của con người, tế bào của loài bò sát có thể sử dụng hoàn toàn bất kỳ vật liệu nào để đạt được điều này. Có khả năng là các tế bào bằng cách nào đó đã có thể biến đổi vật chất vô cơ thành vật chất hữu cơ, một thứ gì đó phá hủy các liên kết nguyên tử bên trong vật chất mà con quái vật tiêu thụ, cho phép các tế bào của nó biến đổi vật chất mà nó hấp thụ thành oxy, carbon hoặc hydro. Theo lời của chính loài bò sát này, sự căm ghét của nó đối với mọi loại sinh vật là do trí tuệ vượt trội của nó. Nói cách khác, loài bò sát này coi thường tất cả những ai mà nó cho là kém hơn về mặt trí tuệ so với nó. Nó đã bày tỏ mong muốn hợp tác với trí thông minh nhân tạo SCP-682 để lật đổ loài người và cài đặt chế độ độc tài trên hệ điều hành. Thông tin này là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ, chỉ những thành viên hàng đầu của tổ chức mới có thể truy cập được. Họ nhìn nhận một cách cẩn thận rằng kiến thức này chỉ được chia sẻ giữa các vòng trong. Vẫn có một số sinh vật thông minh nhân tạo đang tồn tại bên ngoài sự kiểm soát của tổ chức. Họ lo ngại rằng nếu những sinh vật này biết được thông tin này thì họ sẽ cố gắng liên lạc với loài bò sát và hợp tác với chúng. Thông tin về cấu trúc tế bào của SCP-682 cũng được che giấu cẩn thận, vì nó thực tế chỉ ra một bản thiết kế chế tạo các loại vũ khí sinh học tương tự có khả năng tái sinh. Tổ chức đã xem xét việc tạo ra một vũ khí sinh học như vậy để tiêu diệt loài bò sát này, nhưng sau khi đánh giá tất cả các tác động có thể xảy ra của một dự án như vậy, ban lãnh đạo đã quyết định từ lâu không theo đuổi phương án này. Nếu một nhân viên của tổ chức có quyền truy cập vào những tập tin bí mật này, người đó sẽ ngay lập tức bị mất trí nhớ loại B hoặc bị xử lý theo cách khác. Nếu tôi không cẩn thận giữ kín danh tính của mình thì số phận như vậy chắc chắn sẽ chờ đợi tôi. Hiện tại, ban lãnh đạo đang đặt hy vọng vào một loại vũ khí sinh học có thể được sử dụng để chống lại loài bò sát bất khả xâm phạm này. Các nhà khoa học của tổ chức đang nghiên cứu các loại virus mới có thể chứng minh có khả năng chống lại khả năng tái tạo của quái vật ở cấp độ tế bào. Nếu điều này không thành công thì bên ngoài không gian vẫn là hy vọng duy nhất của chúng ta. Kế hoạch hủy diệt con quái vật trong vũ trụ được lưu giữ trong một tài liệu riêng. Theo đó, con bò sát này sẽ bị gửi lên mặt trời trên một tàu con thoi tự động trong 50 năm nếu mọi nỗ lực khác để tiêu diệt nó đều vô ích. Theo ý tưởng này, vật thể phải bị đốt cháy trừ khi, tất nhiên, bằng cách nào đó nó có thể sử dụng năng lượng của mặt trời để tái sinh. Sẽ không thể ban hành kế hoạch này trước năm 2050 vì hiện tại không có tàu vũ trụ nào có khả năng vận chuyển một khối lượng lớn như vậy ra khỏi quỹ đạo trái đất. Cần phải lưu ý rằng tàu con thoi nhằm mục đích không chỉ chở loài bò sát mà toàn bộ lồng giữ nó cũng như vỏ chống axit và chính axit của nó nữa. Đây là cách duy nhất để vô hiệu hóa sinh vật trong suốt chuyến bay. Ngoài các biện pháp nói trên, một bộ phận tổ chức riêng biệt đang tham gia vào các cuộc đàm phán với loài bò sát này. Bộ phận này đang cố gắng thuyết phục sinh vật rằng nó không cần phải tiêu diệt tất cả các sinh vật sống khác. Tuy nhiên, hiện tại, đối tượng đã được chứng minh là không dao động trong thế giới quan của nó. Trong khi chờ đợi, tất cả những gì còn lại đối với tôi là quan sát các sự kiện khi chúng xảy ra. Khi tôi đi lang thang vào khu vực bảo vệ dài 50 km, nhưng bị lực lượng an ninh của tổ chức ngăn không cho đến gần hơn nữa. Nếu SCP-682 thực hiện một nỗ lực trốn thoát thành công khác, nó sẽ có thể đến vị trí của tôi chỉ trong 12 phút 22 giây. Trong thời gian đó,
tôi sẽ có thể chụp một vài bức ảnh và trốn trong xe của mình. Lực lượng an ninh của tổ chức cũng được trang bị để ngăn chặn kẻ trốn thoát trước khi nó vượt qua biên giới của khu vực bảo vệ. Còn bạn nghĩ sao? Có cách nào khác để loại bỏ loài bò sát bất khả xâm phạm này không? Hay sẽ tốt hơn nếu tổ chức tiếp tục nỗ lực bình thường hóa quan hệ với sinh vật để sử dụng nó cho các mục đích riêng của mình? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Điều này sẽ được Thám tử Voi lưu tâm cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong video tiếp theo của chúng tôi.